Búp bê Barbie ngồi xe lăn này được lấy cảm hứng từ vận động viên Francisca Madones, người đại diện cho đội tuyển Chile tham gia Paralympic Tokyo 2020. Mattel liên hệ với tôi, họ muốn công nhận sự nghiệp thể thao của tôi bằng cách tạo ra một búp bê Barbie giống như tôi. Thật là thú vị vì họ trân trọng tất cả những hy sinh mà tôi thực hiện trong sự nghiệp thể thao của mình cũng như kết quả mà tôi đạt được. Tôi rất vui mừng vì điều đó truyền cảm hứng cho những em nhỏ bắt đầu tham gia thể thao và ước mơ trở thành những vận động viên vĩ đại. Biểu tượng búp bê mới này là một phần của dòng sản phẩm Heroes, nữ anh hùng của Mattel để ghi nhận những đóng góp của những người phụ nữ xuất sắc. Vận động viên Madonnes hy vọng búp bê Barbie mang hình mẫu của cô sẽ nhắc nhở các em nhỏ rằng khuyết tật không nên là thứ cản trở mục tiêu của các em. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói với bạn rằng tôi đã trở thành hình mẫu cho búp bê Barbie người Chile đầu tiên. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự tôn vinh đầy tình cảm này. Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy một búp bê Barbie cầm vợt trên xe lăn.